Chào mừng quý vị khán giả đã đến với buổi tọa đàm nâng cao chất lượng đào tạo nghề của trường cao đẳng nghề An Giang của chúng tôi hôm nay. Các bạn thân mến, với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung, những năm qua trường cao đẳng nghề An Giang đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế nhằm cải thiện chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn trong khu vực của quốc tế. Đến với buổi tọa đàm hôm nay của chúng ta, tôi xin được phép giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang, và bà Phạm Việt Hà, trưởng hợp phần hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao thuộc chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam, người đã có nhiều gắn bó và hỗ trợ nhà trường đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, và tôi là biên tập viên Đức Tài. Chương trình chúng tôi đang được phát trực tiếp trên hai trang fanpage chính thức của trường Cao đẳng nghề An Giang và trang truyền thông IGBC, và chúng tôi cũng thực hiện tại hai điểm cầu, đó là trường quay của trường Cao đẳng nghề An Giang và văn phòng LZ ở Hà Nội. Xin chào thầy Nguyễn Thanh Hải ạ. Đức Tài cùng quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh rất vui khi được gặp thầy trong chương trình tọa đàm nâng cao chất lượng đào tạo nghề hôm nay. Trước tiên thì với kinh nghiệm là một nhà giáo đã từng kinh qua các công tác quản lý ở trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thầy có thể chia sẻ cho chương trình những khó khăn, những rào cản mà trong công tác đào tạo nghề hiện nay là gì không ạ? Xin kính mời thầy. Cảm ơn câu hỏi của bạn Đức Tài. Chào bạn Việt Hà, trưởng học phần hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề chất lượng cao thuộc chương trình đổi mới đào tạo nghề của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam. Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình tọa đàm nâng cao chất lượng đào tạo nghề do trường Cao đẳng nghề An Giang thực hiện. Thì như chúng ta được biết, trước cái yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của thị trường lao động trong cái bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, xã hội số dưới cái tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các cái hiệp định thương mại mới, dịch bệnh Covid-19 và đặc biệt là cái xu hướng dịch chuyển nhân lực trên thị trường lao động quốc tế, thì đòi hỏi các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp của chúng ta phải nâng cao cái chất lượng đào tạo nghề. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao cái chất lượng đào tạo nghề, làm thế nào để thu hút học sinh vào học nghề, để cùng với xã hội giải quyết cái bài toán lâu nay vẫn còn đang mỏ mỏ thừa thầy thiếu thợ. Thì với tư cách là một người làm công tác quản lý, theo tôi vấn đề trở ngại nhất hiện nay đối với các trường nghề đó là phần lớn các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp của chúng ta chưa thoát ly được cách dạy và học theo kiểu hàn lâm như giáo dục đại học. Còn nặng về lý thuyết, nặng nghiên cứu, ít thực hành hoặc là thực hành thiếu chuyên sâu, việc phối hợp với các cái doanh nghiệp trong thực tập thực tế và nhất là đào tạo kép còn rất nhiều hạn chế. Trong cái điều kiện cơ sở vật chất của các cái trường nghề là không thể làm theo kịp cái sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật như hiện nay. Một vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng theo tôi, đó là tâm thế của các em học sinh khi vào học nghề phần lớn là chưa sẵn sàng, còn rất là uể oải. Rồi thì chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, phần mềm ứng dụng mô phỏng, chữ thực hành còn rất rất nhiều bất cập. Do vậy, cái quan điểm của trường Cao đẳng nghề An Giang trong cái giai đoạn tới là sẽ tập trung nâng cao chất lượng, gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội. Xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Nguyễn Thanh Hải. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với điểm cầu Hà Nội để giao lưu với chị Phạm Việt Hà. Được biết chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam tổ chức hợp tác Đức đã và đang hỗ trợ trường Cao đẳng nghề An Giang phát triển thành trường chất lượng cao. Chị có thể cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình biết về các hoạt động trọng điểm của GIZ với trường Cao đẳng nghề An Giang hiện tại và trong thời gian sắp tới được không ạ? Kính mời chị. Cảm ơn anh Tài. Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam được ủy quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức (PMZ) và thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao chất lượng của giáo dục nghề nghiệp để thích ứng với thế giới việc làm không ngừng thay đổi. Chương trình đã và đang hỗ trợ 11 trường cao đẳng phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao và trường cao đẳng nghề An Giang là một trong 11 trường đối tác của chương trình. Hiện tại thì chúng tôi đang cùng với nhà trường triển khai rất là nhiều hoạt động.
Hoạt động đầu tiên là GIZ đang hỗ trợ nhà trường xây dựng năng lực cho cán bộ giảng dạy, cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp, chuẩn bị xưởng thực hành 3 cấp độ và thiết bị đào tạo để triển khai thí điểm chương trình đào tạo cơ điện tử, mô đun hóa theo định hướng tiêu chuẩn Đức. Đây là chương trình đào tạo theo mô đun ở trình độ trung cấp và cao đẳng, định hướng theo tiêu chuẩn của Đức và quốc tế, đồng thời phù hợp với những yêu cầu và quy định của Việt Nam. Chương trình đào tạo phối hợp này thì gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong một cái mô hình đào tạo phối hợp, và chương trình cũng đã tích hợp các cái yêu cầu về chuyển đổi số, xanh hóa, bình đẳng giới và bao trùm vào nội dung cũng như cái phương pháp triển khai đào tạo. Chương trình sẽ được triển khai tại trường Cao đẳng nghề An Giang từ năm học 2021-2022. Và nhà trường cũng như chúng tôi đã có nhiều nỗ lực để khuyến khích người khuyết tật và nữ sinh tham gia học chương trình này thông qua chương trình học bổng nữ sinh, học bổng và các cái hỗ trợ hòa nhập cho người khuyết tật. Với sự tài trợ của bộ BMZ thì chương trình cũng hỗ trợ nhà trường thực hiện đào tạo ngắn hạn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Trường Cao đẳng nghề An Giang là một trong những trường đã làm rất tốt hoạt động này trong năm 2022, và năm nay thì có kế hoạch tiếp tục triển khai 22 lớp tập huấn cho 440 học viên là những người thất nghiệp, có nguy cơ thất nghiệp hoặc giảm giờ làm cho COVID-19. Học viên thì được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo, chi phí đi lại, lưu trú và ăn trưa. Ngoài ra thì những học viên tham gia lớp học đầy đủ thì còn được hỗ trợ một cái học bổng 2 triệu với học viên nam, 2 triệu rưỡi với học viên nữ và 3 triệu rưỡi cho học viên là người khuyết tật. Trường Cao đẳng nghề An Giang là một trường đặc biệt trong 11 trường. Ở chỗ là năm nay Trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức một lớp học cho học viên là trẻ em đường phố và người khuyết tật. Và các học viên này được hỗ trợ trong suốt quá trình học và được tặng một bộ thiết bị bảo hộ cá nhân và được nhà trường hỗ trợ việc làm sau khi hoàn thành khóa học. Tôi nghĩ đây là một cái nỗ lực rất là lớn của Trường Cao đẳng nghề An Giang. Một cái lĩnh vực mà Trường Cao đẳng nghề An Giang làm rất là tốt đó là chuyển đổi số. Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam GIZ đã tài trợ cho nhà trường một phòng e-learning sử dụng cho việc sản xuất học liệu số, triển khai các cái hoạt động đào tạo trực tuyến và truyền thông. Cán bộ lãnh đạo, nhóm cán bộ nòng cốt về chuyển đổi số và các thầy cô giáo cũng được tập huấn thường xuyên về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch hành động chuyển đổi số, quản trị số, xây dựng các khóa học trên nền tảng ITG và phương pháp sư phạm số. Và phải nói là trường Cao đẳng nghề An Giang đã làm rất là tốt, rất là năng động trong các cái hoạt động chuyển đổi số. Ngoài ra thì còn nhiều các cái hoạt động khác nữa như là tăng cường hợp tác với khối doanh nghiệp, như là đẩy mạnh đảm bảo chất lượng và giám sát đánh giá hệ thống đào tạo trong nhà trường, như là truyền thông, nâng cao hình ảnh giáo dục nghề nghiệp, cũng như là tăng cường cái tương tác giữa nhà trường với học viên, với doanh nghiệp. Những cái lĩnh vực này thì chúng tôi đều phối hợp rất là tốt và Trường Cao đẳng nghề An Giang đều làm rất là tốt. Xin cảm ơn chị Phạm Việt Hà. Với quan điểm là nâng cao chất lượng, gắn kết với công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội. Xin thầy Nguyễn Thanh Hải có thể chia sẻ những giải pháp mà Trường Cao đẳng nghề An Giang sẽ triển khai trong giai đoạn tới là gì, thưa thầy? Trường Cao đẳng nghề An Giang thì rất là vinh dự là một trong 76 trường được chính phủ dự kiến đầu tư các cái ngành nghề trọng điểm để trở thành cái trường chất lượng cao trong cái giai đoạn 2021-2025, và là một trong 11 cái đối tác được đó là tổ chức GIZ của Đức hỗ trợ nâng cao năng lực của cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao. Do vậy thì trong cái chiến lược phát triển trường Cao đẳng nghề An Giang giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 thì trường cũng đã đề ra 12 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện. Và trong khuôn khổ của chương trình này thì tôi xin giới thiệu một số cái giải pháp quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong cái năm học này và những năm tiếp theo. Trước tiên đó là xây dựng cái văn hóa của nhà trường. Đây là một cái vấn đề mà theo tôi thì cũng còn rất ít cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm. Đối với lại trường Cao đẳng nghề An Giang thì chúng tôi xây dựng văn hóa của nhà trường trên cái giá trị cốt lõi là sáng tạo, tự tin, năng động, thực tiễn, và gắn với cái việc đó là xanh hóa trường học.
và chúng tôi xem cái văn hóa nhà trường là cái thương hiệu để thu hút người học vào học nghề. Hai là chúng tôi tiếp tục tăng cái quy mô mô hình đào tạo kép, tức là hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo. Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ là đào tạo tại doanh nghiệp và hỗ trợ một cái phần chi phí trong cái quá trình học sinh sinh viên tham gia học tập và làm việc tại doanh nghiệp. Học sinh sinh viên sẽ hứng thú và sẽ xác định rõ là học xong sẽ có việc làm và có cái mức tiền lương tương xứng với cái trình độ đào tạo. Đây cũng là một cái vấn đề mà sẽ giúp là tránh được cái tình trạng là bỏ học sinh bỏ học giữa chừng. Ba là chúng tôi sẽ nâng cao cái chất lượng đó là đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhà trường. Thì phải nói rằng đó là cái chất lượng đội ngũ nhà giáo thì hết sức là quan trọng. Và bên cạnh đó là cái kiến thức chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái kỹ năng nghề của cái đội ngũ nhà giáo. Và hiện nay thì mặc dù là 100% nhà giáo giảng dạy thực hành của trường thì đã có cái chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, nhưng để giảng dạy được các cái nghề trọng điểm thì đòi hỏi là ít nhất 50% nhà giáo thì phải có cái chứng chỉ nghề quốc tế, có cái khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B2 và đạt cái trình độ tin học ISA3. Do vậy mà nhà trường phải có cái lộ trình và cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho họ. Ngoài ra thì theo tôi, nhà giáo còn phải có một số cái kỹ năng khác như là tư vấn tâm lý, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc tại doanh nghiệp và phục vụ cộng đồng. Đối với cán bộ quản lý thì theo tôi là phải đào tạo bồi dưỡng để nâng cao cái năng lực quản trị nhà trường trong cái bối cảnh hội nhập, bồi dưỡng các cái kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong các cái hoạt động của nhà trường. Bốn là tập trung đổi mới hình thức, nội dung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy học tập cụ thể, giảm tối đa cái thời gian học lý thuyết trên lớp và chuyển dần sang dạy trực tuyến, tăng cái thời lượng giảng dạy thực hành tại xưởng và đào tạo kép tại doanh nghiệp, triển khai đào tạo thí điểm 6 nghề trọng điểm, trong đó có 2 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế là cắt cọt kim loại, điện công nghiệp, 3 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, đó là công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cơ điện tử, và 1 nghề trọng điểm cấp độ cấp quốc gia, đó là quản trị nhà hàng. Theo cái chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức, trong đó thì nghề cơ điện tử sẽ được triển khai trong năm học này. Chúng tôi sẽ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo liên thông chất lượng cao từ trung cấp lên cao đẳng đối với đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở, góp phần để đẩy mạnh cái phân luồng và nâng cao cái chất lượng tuyển sinh, áp dụng linh hoạt và đa dạng các cái phương pháp giảng dạy nhằm phát huy cao nhất tính tích cực chủ động và năng lực tư duy sáng tạo của người học, thực hiện chuyển hướng tuyển sinh, đào tạo và quản lý kết quả đào tạo trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học, đặc biệt là triển khai mô hình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, mô hình đào tạo chất lượng cao theo cái chương trình chuyển giao của nước ngoài, tuyển sinh gắn với tuyển dụng, thành lập các cái hội đồng kỹ năng ngành, đại sứ nghề. Năm là sắp xếp, bố trí và đầu tư xưởng thực hành theo mô hình xưởng 3 cấp độ theo cái tiêu chuẩn của châu Âu dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Đức, đang được cái tổ chức GIZ hỗ trợ để tăng cường cái khả năng thực hành nghề nghiệp của học sinh sinh viên. Đồng thời thì nhà trường chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư và kêu gọi đầu tư liên doanh liên kết để mở rộng các cái hoạt động dịch vụ như là bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để các em có điều kiện tăng cái kỹ năng thực hành, vừa có thể gia công sản xuất để có nguồn thu trang trải cái học phí trong quá trình học tập, giảm bớt cái gánh nặng về tài chính cho gia đình. Sáu là tăng cường cái giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng cho học sinh sinh viên. Bảy là tăng cường cái việc hợp tác giữa các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động. Tám là thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong học sinh sinh viên, thu hút đầu tư hợp tác quốc tế trong đào tạo cái chất lượng cao. Và cuối cùng là tăng cường cái đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo người cho người khuyết tật, đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động, nhất là đào tạo các cái kỹ năng làm việc, tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, mở rộng liên kết đào tạo với các trường có trình độ dạy nghề tiên tiến trong khu vực, chuẩn hóa đầu ra đáp ứng cái nhu cầu lao động kỹ thuật trong tiến trình hội nhập quốc tế. Như vậy như chúng ta đã biết thì GZA đã có nhiều dự án triển khai tại trường cao đẳng nghề An Giang. Trong chương trình này tôi thấy có nhiều dự án hỗ trợ cho các bạn nữ học kỹ thuật và hỗ trợ cho người yếu thế. Xin chị Diệp Hà có thể chia sẻ thêm về những dự án này không ạ?
Xin kính mời chị. Tôi nghĩ là đây là một cái nỗ lực rất là lớn của cả phía trường Cao đẳng Nghề An Giang cũng như là cái sự hỗ trợ của chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam GIZ. Thì riêng với trường Cao đẳng Nghề An Giang thì cái hoạt động này được triển khai rất là tốt. Nhà trường đã chủ động làm việc với Trung tâm Giới thiệu Việc Làm, Trung tâm Bảo trợ Xã hội với Sở Lao động Thương binh tỉnh An Giang, tiếp cận các cái đối tượng cần hỗ trợ, thực hiện truyền thông, trao đổi thông tin với những đối tượng cần hỗ trợ. Như tôi đã nói ở trên thì nhà trường đã tổ chức một cái lớp học đào tạo ngắn hạn hỗ trợ người yếu thế là các em học sinh, là các em trẻ em đường phố, là những cái người thất nghiệp, là người khuyết tật, và hỗ trợ họ sau khi đào tạo có thể có những cái việc làm để có sinh kế. Ngoài ra thì nhà trường đã tiến hành nhiều cái hoạt động như là ngày hội nữ sinh, các cái cuộc thi cho nữ sinh để các em hiểu hơn về giáo dục nghề nghiệp, hiểu hơn về những cái nghề mà các em có thể lựa chọn để học trong tương lai, có nhiều cái lựa chọn đúng đắn với cái hoàn cảnh, với cái năng lực của mình, cũng như là lồng ghép các cái cân nhắc về giới vào cái quá trình tổ chức cũng như triển khai đào tạo. Xin cảm ơn chị. Qua các trao đổi của chị Phạm Việt Hà và thầy Nguyễn Thanh Hải, chúng ta được thấy rằng hiện nay trường đang triển khai chương trình đào tạo nghề cơ điện tử theo chương trình đào tạo của Cộng hòa Liên bang Đức để hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo cũng như nhu cầu hiện nay của ngành nghề. Đức Tài xin mời quý thầy Hải, chị Hà và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình xem một đoạn phóng sự mà chúng tôi đã phỏng vấn một chuyên gia Đức để hiểu rõ hơn về chương trình hợp tác này. Xin kính mời quý vị khán giả. In September 2021, An Giang Vocational College will be implementing German standard-oriented training programs for mechatronics. As integrated expert of mechatronics, can you list some job positions that students can hold after graduation? The mechatronic field of training in Vietnam is a very young training area, and in the mechatronic, we have a lot of different training fields, especially mechanical training field, electrical training field, information technology, automation, pneumatics, hydraulics, and robotics, something like that. And related on this combination of training fields, the typical job description could be also especially related on food processing industry here in could be operator, repair and maintenance technician, or programmer of robotic. An Giang has now attracting many companies specializing in renewable energy, manufacturing and processing, applying automation in agriculture, etc. What do you think the demand for the workforce for mechatronic industry in the coming time is going to be? Yeah, so of my expertise, I see here a strong sector for food processing industry. So there we have a lot of automation technology, but furthermore also the sector of engineering of agricultural machines is very strong here. And so in these sectors, actually I see also the workforce of students which are skilled with knowledge of mechanical, electrical, pneumatical and hydraulical skills. But furthermore, also more and more popular in the big centers of Vietnam is roboting, and for this area we need a lot of programmer, and also in this case I would like to promise also young girls to be interested to learn the occupation of mechatronics related especially on programming of robots. So thank you very much. Yeah, thank you. Xin cảm ơn thưa thầy Hải, qua phát biểu của Frank về nghề cơ điện tử và cũng như là những trao đổi của thầy vừa rồi, thầy có thể nói rõ hơn về việc những việc chuẩn bị triển khai đối với nghề cơ điện tử theo tiêu chuẩn Đức tại nhà trường như thế nào không ạ? Trước tiên thì rất là cảm ơn cái chia sẻ của Frank về cái đào tạo nghề cơ điện tử đến quý phụ huynh và các em học sinh. Trở cả là cái câu hỏi của bạn Đức Tài, thì với cái sự hỗ trợ tích cực của cái tổ chức GIZ
Hiện nay thì trường cao đẳng nghề An Giang đã tiếp nhận cái chương trình cũng như là giáo trình nghề cơ điện tử theo cái tiêu chuẩn Đức, và chúng tôi cũng đã cùng chuyên gia của là Cộng hòa Liên bang Đức cũng như là chuyên gia của tỉnh Yên Bái tổ chức khảo sát cơ sở vật chất và tập huấn cho cái đội ngũ nhà giáo đang cái giảng dạy cái chương trình này. Về đội ngũ thì trước khi triển khai cái chương trình này thì trường đã cử giảng viên tham gia học tập nghiên cứu tại Cộng hòa Liên bang Đức và Malaysia, và hiện nay thì tổ chức GIZ đang tích cực tuyển dụng một cái chuyên gia Đức để hỗ trợ cho nhà trường trong cái công tác triển khai cái chương trình đào tạo này trong cái thời gian sắp tới. Trường thì cũng đang rất là tích cực đầu tư hoàn chỉnh cái xưởng 3 cấp độ để phục vụ cho cái công tác đào tạo. Ngoài ra thì để giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc và học lên thông lên các bậc cao hơn tại Đức, thì trường cũng đang đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thành lập cái trung tâm tiếng Đức tại trường. Thì với những cái nỗ lực của nhà trường trong cái thời gian qua cũng như cái thời gian tới, đặc biệt là đầu tư cho cái nghề trọng điểm đó là cái nghề cơ điện tử theo cái tiêu chuẩn của Đức, thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là trong năm học tới này sẽ có rất nhiều là học sinh của chúng ta trúng tuyển và theo học cái nghề cơ điện tử theo cái tiêu chuẩn của Đức tại trường cao đẳng nghề An Giang. Xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Kính thưa quý vị khán giả, như vậy thì thời lượng tọa đàm của hôm nay của chúng ta đã hết. Xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Nguyễn Thanh Hải và chị Phạm Việt Hà đã tham dự buổi tọa đàm của chúng tôi hôm nay. Quý vị phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đăng ký học nghề có thể đăng ký trực tiếp trên trang web tuyển sinh.agbc.edu.vn. Chúng tôi sẽ nhận hồ sơ đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021. Mọi thắc mắc quý vị phụ huynh có thể trao đổi trực tiếp với các giảng viên chuyên môn của chúng tôi để có thể nắm bắt cũng như lựa chọn các ngành nghề phù hợp. Đức Tài xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin trân trọng kính chào.